Anh ơi, lại cuối tuần rồi. Điểm tuần này phải làm thế nào anh? Thì phải chấn động hơn nữa chứ sao em. Theo chân anh để biết như thế nào là chấn động nhá. Mình đang ở trong khuôn viên của tòa nhà VTV. Bước vào đây là choáng ngợp với nguồn sản xuất tin tức luôn mọi người ơi. Mình xin nhấn mạnh là điểm tuần ấy, một tuần thì chỉ có một lần thôi. Mà một lần thì chỉ khoảng 10 phút thôi nha. V24 điểm tin, cứ xin là chuẩn. Kính chào quý vị khán giả. Có một câu nói rằng là mọi người đều sống bằng cách bán một thứ gì đó. Quả thực là như vậy. Từ những sản phẩm dịch vụ cụ thể tới những điều hầu như là ai trong chúng ta cũng có, như là thời gian này, trí tuệ rồi năng lực bản thân nữa. Chúng ta đều đang cố gắng bán điều gì đó của mình để đổi lại những thứ có giá trị cao hơn. Và chúng tôi cũng thế. Một trong những điều chúng tôi có thể bán đó là bán chất xám của mình trong những tin tức, trong các sản phẩm truyền thông nói chung. Hôm nay hãy nói về việc bán hàng. Quý vị đang theo dõi mục điểm tuần của Chuyển động 24 giờ. Cùng với nhiều kỹ năng khác như là giao tiếp này, tự học này, rồi biết quản lý thời gian vân vân, thì bán hàng luôn là một trong những kỹ năng cơ bản được đánh giá là rất quan trọng trong hành trình đến với thành công của bất kỳ ai ở bất kỳ thời điểm nào. Bởi đơn giản là nó tạo ra doanh thu và tiến tới là lợi nhuận. Trong mối quan hệ mua bán thì điều kiện lý tưởng nhất ấy sẽ luôn là thuận mua vừa bán, khi mà cả hai cùng hài lòng với thứ mà mình mang ra để trao đổi. Sự không hài lòng thường sẽ xuất hiện khi mà một trong hai bên mua hoặc là bán có những chi tiết không được như cam kết. Ví dụ như là cam kết về chất lượng của sản phẩm chẳng hạn, chất lượng của dịch vụ chẳng hạn. Hay là như người ta vẫn nói là treo đầu dê bán thịt chó. Thì thưa quý vị, đây chính là câu chuyện đầu tuần qua đã xảy ra tại một cơ sở giáo dục mầm non ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Mức học phí tại đây là 11 triệu đồng một tháng, chưa bao gồm tiền ăn là 70.000 đồng một ngày. Vậy nhưng theo những gì quan sát được từ phía các bậc phụ huynh học sinh tại đây thì họ lại tự nảy ra rất nhiều những câu hỏi như là thế cuối cùng đây là loại cam gì mà nước vắt ra lại trong như nước lọc thế này? Hay là chuối cắt lát thì dễ ăn thật đấy, thế nhưng sao không cho các cháu ăn luôn cả quả mà lại chia một quả cho nhiều cháu như thế này? Rồi sao đang bữa ăn lại còn bắt các cháu đi tìm thịt mòi cả mắt trong bát cháo thịt nữa? Ngay khi nhận được phản ánh thì Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và hiện thì cơ sở này đã phải tạm dừng mọi hoạt động giữ trẻ tới khi mà có đủ điều kiện mới được phép hoạt động trở lại. Vâng, hay như là hoạt động tiêm truyền tinh chất bổ não của phòng khám này được quảng cáo là phương pháp đang phổ biến tại Đức giúp phòng ngừa các bệnh lý như là đột quỵ, tiền đình, thậm chí phòng ngừa cả ung thư. Nhưng khi thanh tra Sở Y tế Hà Nội đến để tiến hành kiểm tra đột xuất thì mới vỡ lẽ là danh sách thuốc của từng gói đều là những loại thuốc bổ thông thường như là vitamin B6, B12, v.v. Nhưng đã được cơ sở này quảng cáo thổi phồng như là một loại thần dược. Thế mới thấy, thuận mua vừa bán đôi khi chỉ là cảm giác tại thời điểm giao dịch mua bán diễn ra mà thôi. Chỉ có sau khi mà thực sự sử dụng, khi chất lượng và tính hữu dụng của sản phẩm thực sự lên tiếng, đó mới là lúc ta biết việc mua bán kia có hợp lý hay không. Điều mà người mua hàng ghét nhất có lẽ là chất lượng không xứng với cam kết dịch vụ. Nhưng có lẽ điều mà họ ghét hơn sẽ là phải cố gắng sống chung với chất lượng dịch vụ không tương xứng này, dù biết rõ nó. Và đó chính là điều mà những người dân tại thành phố Vinh cùng một số tỉnh phụ cận khác đang phải đối diện với nguồn nước sử dụng trong chính gia đình của mình. Chuyện là nước sinh hoạt cung cấp cho một số khu vực tại thành phố Vinh và vùng phụ cận hiện vẫn đang được lấy từ nguồn nước thô của cả sông Đào và sông Lam. Và đây là hình ảnh của con sông Đào cách đây vài ngày. Xác gia súc, gia cầm phân hủy, cống xả thải của các nhà máy, cơ sở chăn nuôi, thậm chí là cả những vỏ bao thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật. Ngay từ năm 2019, nhận biết nguy cơ ô nhiễm của sông Đào, nên Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã yêu cầu hạn chế sử dụng nguồn nước thô từ con sông này. Nhưng thực tế nó vẫn len lỏi và trộn lẫn vào nguồn nước để sản xuất nước sinh hoạt cho nhiều khu vực. Nếu như vậy gọi là dùng nguồn giá đấy, giá nước nó đắt hơn cái nguồn nước không đảm bảo. Với nỗi lo về chất lượng nước sinh hoạt, một số người dân tại thành phố Vinh và vùng lân cận lại đang phải chủ động các phương án để có nước sạch cho mình, như phải mua nước sạch bên ngoài với giá cao hơn cả chục lần, hoặc phải chấp nhận một vài tuần lại đi thay lõi máy lọc như thế này. Vâng, trong bán hàng thì có một chỉ số quan trọng, đó là tỷ lệ khách hàng quay lại sử dụng sản phẩm dịch vụ của mình. Tỷ lệ này mà càng cao ấy, thì chứng tỏ là chất lượng và uy tín của người bán càng lớn.
Còn một khi đã bán mà không cần quan tâm tới chỉ số này thì có lẽ chỉ có một trong hai trường hợp sau đây thôi. Một là chất lượng sản phẩm quá kém, việc bán hoàn toàn dựa vào lời thổi phồng của những chiến lược truyền thông. Và hai là những vụ lừa đảo. Một thủ đoạn lừa đảo mới đây được nhiều ngân hàng đưa ra cảnh báo, đó là việc mà nhiều người đã nhận được các tin nhắn giả mạo thương hiệu ngân hàng với nội dung là ứng dụng ngân hàng của khách hàng được phát hiện kích hoạt trên một thiết bị lạ, rồi yêu cầu vào để kiểm tra hoặc là hủy thì cần phải click vào một đường link trong tin nhắn và làm theo hướng dẫn. Có người đã mất sạch tiền khi mà làm theo những hướng dẫn này. Thủ đoạn tinh vi của kẻ gian đó là tạo ra trạm phát sóng BTS giả để chèn tin nhắn lừa đảo vào đúng danh sách tin nhắn thật của các ngân hàng kia. Mỗi trạm phát sóng giả này có bán kính phủ khoảng 2 km và trong một ngày thì có thể phát đi khoảng 70.000 tin nhắn. Mới đây thì công an tỉnh Gia Lai và Quảng Nam đã bắt giữ một số đối tượng đang trên đường sử dụng thủ đoạn này để đi lừa đảo. Hai đối tượng này khai nhận là cứ 10.000 tin nhắn được gửi đi thì các đối tượng được trả công là 500.000 đồng qua ví tiền ảo. Thực ra, cách để tránh những vụ lừa đảo này không khó. Chỉ cần một cuộc điện thoại thôi, hỏi chính tổng đài của các ngân hàng, thế là xong. Thông tin minh bạch thì luôn là chốt chặn an toàn trước những vụ lừa đảo. Thế nhưng, càng minh bạch cũng đồng nghĩa với việc là càng công bằng. Mà công bằng lại là điều chẳng mấy dễ chịu với những ai chưa có mấy tự tin vào những gì mình có, rồi muốn tìm kiếm để kéo thêm một chút lợi thế về phía mình trong một cuộc đua nào đó chẳng hạn. Và thế là đôi khi trong mối quan hệ mua bán, sự nhập nhèm lại được tạo ra từ chính phía người mua. Như là câu chuyện mua nhà ở xã hội sau đây chẳng hạn. Nhu cầu mua nhà ở xã hội luôn cao nhưng nguồn cung thì hạn chế. Vậy là thay vì phải xếp hàng dài từ 4 giờ sáng ở văn phòng của chủ đầu tư dự án để trực chờ nộp hồ sơ, nhiều người mua nhà ở xã hội lại chọn con đường vòng, tìm tới những cò mồi bất động sản. Những cò mồi thì lại quá lão luyện kỹ năng bán hàng trong những tình huống như thế này, đánh trúng vào nỗi đau của khách hàng. Chị ngồi một chỗ thôi, chị cung cấp giấy tờ cho em thôi. Mà đi nộp hồ sơ thì mình không phải đi nộp luôn à? Không phải chờ đợi à? Không phải chờ đợi vì gì. Chứ kia anh chị phải xếp hàng từ sáng tới tối mà không nộp được cơ. Không chỉ giải quyết trực tiếp nỗi khổ xếp hàng chờ nộp hồ sơ của người mua, nhiều cò còn đưa ra những sản phẩm phụ kèm theo đầy hấp dẫn, từ chọn căn nào cũng được, tới làm luôn cả hộ khẩu ở Hà Nội. Và tất nhiên không quên một kỹ năng bán hàng quen thuộc, đó là khơi gợi cảm giác khan hiếm của nguồn hàng. Một cái suất này của ông cán bộ, ông được ưu tiên chủ đầu tư cho. Duy nhất một suất này có nghĩa là suất này em dám đảm bảo chắc chắn cho anh chị. 100% luôn. Anh chị đến gọi là vẫn phải đi bốc thăm bình thường. Nhưng đã có sự sắp xếp của em hết rồi. Tất nhiên cái giá phải trả cũng được các cò hét lên cho tương xứng với lợi ích riêng có khi đi đường vòng. Tiền chênh lệch để chắc suất mua nhà ở xã hội cũng lên tới cả 100 triệu đồng mỗi căn. Với ma trận lời mời chào, đánh trúng nỗi đau, dịch vụ đi kèm tiện lợi và cảm giác khan hiếm cơ hội, người mua dễ rơi ngay và lựa chọn xuống tiền để chắc suất. Chỉ khi bình tĩnh lại, mọi lo lắng mới có cơ hội trỗi dậy lên tiếng. Nói thật là nhà em chỉ có 400 triệu. Thì em tính là đóng đủ tiền chênh. Lúc đầu em cọc xong về em cũng lăn tan, em gọi điện em bảo nó mãi mấy lần. Xong em máy của em nó có ghi cuộc gọi các thứ em phải chuẩn bị hết. Chứ còn bây giờ bảo là làm sao mà biết thế nào để mà tin tưởng 100% được. Vào tiền đặt mấy rồi? Đợt 2, đợt trước 20 triệu, đợt này 150 triệu, đó là 175 triệu. Còn bắt nó ghi cho em làm. Nếu bên A không làm được khẩu hoặc không muốn mua nữa thì bên B gửi lại tiền đây này. Nhỡ đâu nó phá sản rồi thì mình biết tìm ai. Điều đáng buồn là lo lắng ấy của những người đã chót xuống tiền kia ấy lại hoàn toàn có lý khi mà ngay sau sự việc này thì đại diện chủ đầu tư đã khẳng định rằng không liên kết với bất kỳ một sàn giao dịch bất động sản nào, rồi việc lựa chọn khách hàng hoặc là chọn căn, chọn tầng là hoàn toàn không có căn cứ bởi tất cả các khách hàng sẽ đều tham gia bốc thăm công khai và minh bạch. Thưa quý vị, càng hiểu được cách bán hàng thì sẽ càng có cơ hội để trở thành một người tiêu dùng thông minh. Điều tuyệt vời đó là phía người cung cấp dịch vụ cũng như là phía người sử dụng dịch vụ đều có thể cùng nhau chia sẻ, tạo nên những giá trị làm thay đổi cuộc sống này để nó trở nên tốt đẹp hơn. Nó sẽ là một mối tương tác bền chặt. Chúng tôi cũng muốn có được mối tương tác ấy trong chính việc phục vụ quý vị khán giả ở chương trình này. Bởi vậy mà từ nay chúng tôi mong rằng là trong danh bạ số điện thoại của quý vị, quý vị hãy lưu thêm một dãy số nữa, đó chính là đường dây nóng của Chuyển động 24 giờ. Đó sẽ là thêm một sợi dây kết nối giữa chúng ta. Nếu trong dòng đời tấp nập, bạn vô tình thấy tin nóng lướt qua, thì hãy nhớ tới số điện thoại này 0889 24 24 24. Alo, Chuyển động 24 giờ à?
Có tin nóng, có tin nóng. Alo, chuyển động 24 giờ xin nghe.